Quá thơm ngon và hấp dẫn. Hôm nay mình lại vào bếp để cùng làm món gỏi xoài. Món ăn này mình có thể ăn cùng với cơm hoặc là mình uống bia cũng được luôn. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu nha. Ở bên kia là nồi cơm đang sôi. Và mình khuyên sẽ chia sẻ cách làm gỏi xoài với lại khô cá lóc hoặc là khô cá sặc. Cá này mình sẽ mang đi nướng. Mình khuyên sử dụng cái lò nướng air fryer cho nó nhanh và để cho cá này nó không bị khô. Bởi vì là nếu như mà mình không có cho dầu ăn đó, mình nướng cá nó khô xác luôn. Cho bao nhiêu cũng được, mình cho nó thấm để chút giống như dạng như là mình chiên đó. Cá bên đây luôn. Đó, cơm chín rồi đó. Trăm độ C và nãy giờ mình nướng được 6 phút. Sau đó mình sẽ quay trở lại nha. Máy nó chạy ào 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 thật là lớn luôn. Bởi vì mình đang nướng khô. Bây giờ ở đây mình sẽ đi phi cái phần hành tím. Mình có thể cắt nhỏ ra chút xíu thôi. Mình phi hoặc là cắt lát giống như mình khuyên cũng được. Sao cũng được nha. Tỏi mình sẽ bằm nhuyễn ra luôn. Hai tép. Và món này mình sẽ cần có đậu phộng nữa. Đậu phộng rang vàng giá dập. Hôm trước mình khuyên chia sẻ đó, mình chỉ cần 2 phút thôi trong microwave và 7-8 phút trong lò air fryer. Anh chị em và các bạn có thể tìm xem ở trong cái bánh tráng lụi, hay là có thể tìm xem ở trong thịt thăn heo trộn nước mắm chanh đường. Ớt này là ớt không có cây, mình sẽ cắt sợi. Rồi một phần nữa là mình có thể xay ra hoặc là bằm cũng được. Cà rốt khoảng 30 cho đến 40 gram. Mình cắt sợi luôn. Mình làm cho nó đẹp đó nên mình cho cà rốt. Chứ thực ra là ngày xưa má mình làm khô này nè, không có cho cà rốt đâu. Xoài để làm món này là xoài xanh. Mình chỉ cần một trái thôi, nhưng mà hôm nay mình đi chợ phải mua hai trái dự phòng. Trừ khi mà trái này chín thì mình xé bằng cái trái kia, bào hết cái vỏ nha. Có thể sử dụng cái đồ bào hoặc là cái này cũng được, hoặc là dùng dao mình bằm bào nha, từng sợi từng sợi. Cái này nhanh lắm, cộng như vậy là vừa nha. Cho dầu. Dầu nóng mình sẽ cho vô phi nha. Nếu mình có hành phi rồi thì khỏi cần phải làm. Để chờ cho hành vàng. Nhớ là để lửa nhỏ trung bình thôi, không thôi là nó dễ bị cháy lắm. Khi mình đảo mình thấy nó hơi nhẹ tay rồi. Bây giờ mình nâng lửa thật là mạnh lên luôn. Để cho hành nó không có bị ngấm dầu và nó sẽ giòn lâu. Là chuẩn bị đổ ra luôn. Khi mình nhìn thấy nó hơi vàng là mình đổ ra liền, bởi vì nó ra ngoài chút xíu nữa nó sẽ vàng đó. Tiếp theo là tùy theo mà mình có ăn tỏi phi hay là mình ăn được tỏi sống thì mình không cần phải phi tỏi. Đây, từ từ nó vàng lên nè. Cho trở lại một muỗng canh dầu ăn và để lửa cho nhỏ thôi. Từ từ thì cái tỏi nó sẽ vàng lên. Sau khi mình có được tỏi phi rồi nè, bây giờ mình sẽ xé khô, mình cho vào trong cái tỏi phi này cho nó thơm. Nếu như mà mình thích cắt thì cũng có thể cắt. Đây, cá khô nè, cái màu ngon ghê chưa. Hơi cứng cứng và hơi mềm mềm. Nếu như mình nướng lên mà mình thấy nó cứng quá nó cũng không ngon, mà mềm quá cũng không ngon luôn. Và xé ra. Cái phần khô ban đầu mình làm là 150g nha. Ra khá nhiều. Rồi bây giờ mình đảo trong tỏi. Bếp mình tắt lửa nha. Và thường là khô có độ mặn. Để giảm độ mặn cho khô thì mình sẽ cho gia vị vô. 1/2 tablespoon đường, tức là cái muỗng canh này nè. 1/2 muỗng canh giấm hoặc là chanh. Sau đó mình trộn đều lại.
cho nó ngấm để nó đỡ mặn đó. Nếu như mà mình làm cái khô mà ngoài chợ nó lại càng mặn hơn nữa đó. Sau đó thì mình trộn đều lại. Bước tiếp theo là mình đi rang đậu phộng. Mọi thứ đã xong hết rồi, bây giờ mình sẽ trộn gỏi nha. Cà rốt cho vô cùng với xoài. Cho luôn cái phần ớt bằm, chừa cái phần ớt sợi lại cho sao. Sau đó trộn đều lại. Cho vào 1 tablespoon đường, tức là 15g đường. 1 tablespoon nước mắm 15ml. Và tùy theo cái xoài của mình nó chua nhiều hay là chua ít thì mình có thể cho chanh hoặc là giấm thêm. Nhưng mà xoài thường là nó chua rồi, do đó mình khuyên chỉ cho như vậy là được rồi. Cho toàn bộ khô vô cùng với lại dầu tỏi ở trong đây có bao nhiêu mình cho hết luôn. Cho thêm một muỗng canh dầu hành phi, tức là khoảng 8ml thôi. Cho một chút xíu hành phi vô, chừa một chút nữa mình để lên trên. Một nắm đậu phộng rang vàng giả dập. Bây giờ nhìn vào mình thấy hấp dẫn chưa? Nhưng mà mình sẽ cho rau vô nó mới hấp dẫn nữa. Rau mình có thể cho rau húng lủi, húng quế, hoặc là mình cho rau ngò cũng được. Có cái gì mình cho ở đó. Cái này ở đây mùa đông rồi, thỉnh thử ra rau húng quế không có còn. Mà còn nó cũng bị chín hết, nó bị dập á. Rồi bây giờ mình cho cả ngò vô luôn. Cho nhiều nhiều cho thơm. Sau đó thì trộn đều lại. Ngon quá luôn, bây giờ là thèm lắm luôn rồi đó. Món này có thể ăn cơm cũng được, hoặc là dùng để mà uống bia cũng được. Cho ớt vô luôn. Hành phi. Đậu phộng rang nữa. Rồi, như vậy là mình đã xong rồi. Mình khuyên vừa chia sẻ xong đến anh chị em và các bạn gỏi xoài khô cá lóc, hoặc là mình có thể làm với lại cá trê cũng được. Mình cũng có thể làm với lại cá sặc cũng được. Nói chung là tất cả loại cá gì cũng được hết. Mình khuyên chúc đây ai cũng nấu ra thật ngon, ăn thật ngon nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đây nè, hấp dẫn ghê chưa?